Thưa quý vị, hẳn là quý vị đã nghe nói nhiều đến chuyện rắn cắn, nhất là trong thời điểm giao mùa, rắn độc thường xuất hiện nhiều hơn. Vâng, ngay tại Vũng Tàu trong một tháng qua thì Bệnh viện Vũng Tàu liên tục tiếp nhận các bệnh nhân bị rắn độc cắn, trong đó có những bệnh nhân chuyển biến nặng do không được cấp cứu kịp thời. Phải làm gì khi bị rắn cắn để bảo vệ sức khỏe tính mạng là điều mà mọi người cần phải lưu ý. Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn chia sẻ đến quý vị. Ông Phan Thanh Tùng ở phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Vũng Tàu vì bị rắn chằm quạp cắn khi đang dọn giường. Nhờ nhập viện sớm và được điều trị bằng thuốc đặc hiệu nên sức khỏe ông Tùng tiến triển tốt. Vì cái vườn nào giờ không có rắn, tại vì cái vườn đó là vườn xung quanh nó trống, chỉ có vườn có cái mảnh vườn thôi, nó ít có ít cây cối rồi đó. Nó nằm ở ngay cái bậc thềm đó, nó nằm ngay bậc tam cấp nữa chứ, nằm dưới gốc cây mà bậc tam cấp á, mà tại vì cái con rắn này cái màu nó giống như màu lá vậy, mình không thấy. Trong một tháng trở lại đây, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận 5 trường hợp bị rắn chằm quạp cắn. Trong đó, 3 ca phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh do rối loạn đông máu rất nặng. Khi mà cắn như vậy thì cái nọc độc của con rắn chằm quạp nó chủ yếu là gây một cái rối loạn đông máu. Nếu có vết thương là máu chảy không thể cầm được. Nếu chảy nhiều thì tất nhiên là nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Thứ hai là nó sẽ có một cái tác dụng nữa là cái nọc độc của nó gây hoại tử tại cái vết cắn. Nó có trường hợp là hoại tử rất là sâu, vào ngón tay có trường hợp là phải tháo bỏ ngón tay, nhiễm trùng nặng. Rắn chằm quạp là loại rắn độc có màu nâu giống màu lá khô. Chúng thường nằm cuộn tròn trong bụi cây, đám lá khô, cây gỗ già nên rất khó phát hiện. Khi bị rắn cắn, việc sơ cứu đúng cách rất quan trọng. Theo những cái khuyến cáo mới nhất của cái hội chống độc thì khi mà bị rắn cắn thì ngay đầu tiên mình sẽ rửa vết thương và không được nặn máu cũng như là không nên garo. Bởi vì khi garo như vậy thì rất là dễ gây những cái lưu thông mạch máu nó kém, nó sẽ gây sưng phù tại cái vị trí mà chi bị cắn. Thứ hai là nó khi mình garo như vậy thì cái nọc độc nó sẽ ứ động tại cái vị trí cắn nhiều hơn, có thể gây nguy cơ là hoại tử tại chỗ. Người dân tốt nhất khi bị rắn cắn thì chỉ rửa vết thương với xà phòng và đi đến cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị, theo thông tin của Bệnh viện Vũng Tàu, cả 5 bệnh nhân bị rắn chằm quạp cắn vừa qua đều bị rắn cắn khi đang dọn vườn. Bác sĩ khuyên cáo để phòng ngừa rắn chằm quạp cắn, người dân nên mang ủng, đeo bao tay dày để bảo hộ. Và nếu chẳng may bị rắn cắn thì phải nhanh chóng rửa vết thương với xà phòng và đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.